Hello. Hello mọi người. Giật mình chị. Sao giật mình? Cảm ơn Thu Thảo. Khi nào chị bán quần áo lại hả? À, chuẩn bị rồi á. Nhưng mà chị bán đồ thiết kế. À, mọi người thấy cái status của Vi á, cái status của Vi có tag tên Imer. Đúng rồi, Ngọc Anh ơi. Cảm ơn Lâm Tâm Như. Cảm ơn Hồ Vũ. Thì đang trong quá trình chuẩn bị. Hôm nay chia sẻ với mọi người luôn. Hôm nay live là để chị sẵn chia sẻ với mọi người luôn. Thì trước giờ là mọi người biết là Vi cũng có bán quần áo. Nhưng mà anh Quỳnh đâu hả? Anh Quỳnh làm rồi, anh Quỳnh đang làm nhạc rồi. Anh Quỳnh làm nhạc cả ngày á. Chỉ có buổi sáng là đi chợ với nấu ăn cho chị xong là làm nhạc. Đi chợ với nấu ăn xong là lên phòng làm nhạc. Tại vì chị có thiết kế một cái phòng làm nhạc. Chị ở chung cư, hiện tại ở chung cư chứ chưa có tiền mua nhà đó mọi người. Thì có thuê thêm một cái căn chung cư để thiết kế làm cái phòng thu âm, làm cái phòng làm nhạc. Nên là bình thường là sinh hoạt ở dưới nhà, nhưng mà khi khi làm việc á, thì sẽ lên trên phòng làm việc riêng tư. Có chồng xong sinh ra hả? Sẵn chia sẻ với mọi người là Vi chuẩn bị mở một cái shop thiết kế. Và Vi có mặt bằng rồi. Vi thuê mặt bằng rồi. Nói chung là trước giờ chỉ mở shop bán đồ bình thường trend thôi. Nhưng mà kiểu giờ mình cũng cảm thấy mình đứng tuổi rồi á. Nên là với lại cái gu của mình nó cũng bắt đầu sang như vậy. Nên là nó bị đam mê vào những cái đồ đạt váy vóc đó mọi người. Nên là sắp tới là Vi sẽ mở một shop thiết kế mà đang chuẩn bị rồi, đang chuẩn bị mở. Mấy bữa giờ ngủ không được luôn á, mấy bữa giờ ngủ không được luôn á, mặc dễ nai. Em nai mà chị, trời em nai mà, chồng Nghệ An đảm đang lắm, đảm đang lắm. Nói chung là chồng đảm đang nha mọi người. Tại vì dạy chồng từ thuở còn thơ đó mọi người. Là khi yêu nhau là đã như vậy rồi. Nên là khi cưới thì cũng không khác lắm. Hóng nè Vi ơi, cảm ơn Liên. Mọi người follow cái Imer mà Vi có tag nha. Mọi người follow cái Imer mà Vi có tag nha. Tại vì cái đó cái armor mà Vi tác là cái bay á, Vi mới lập ra á. Thì Vi đang trong quá trình chuẩn bị lên thiết kế, lên thiết kế cái shop và cũng như là đồ đạc thì Vi cũng đã lên thiết kế rồi, bắt đầu lên thiết kế rồi. Rất là đẹp. Không biết là mọi người thấy đẹp không, tại vì cái gu của Vi thấy đẹp là Vi nghĩ là một số bạn mà có cái gu kiểu hướng theo cái cách giống mình á thì đẹp. Và đảm bảo là khi khi theo cái gu của Vi là có bạn trai nha. Theo cái gu của Vi là có bạn trai nha mọi người. Ai đang ế thì nhớ share, hoặc là có bạn bè mình đang ế thì nhớ share theo dõi cái bay để khi mà Vi lên đồ á, thì mua mặt nha. Mua mặt là đảm bảo có bạn trai nha. Chị tập nói giọng Nghệ đi. Ủa tại sao? Chị nghe được giọng Nghệ nhưng mà mình nói giọng gì mình nói chứ. Lông mày của chị thật hay giả? Trời ơi. Con nhỏ nó hỏi có duyên ghê, nó hỏi lông mày tôi thiệt hay là lông mày giả. Thì cái lông mày là thiệt đó, nhưng mà mình chỉnh sửa một tí cho nó thiệt. Khổ à. Yeah, chị đẹp quá hả? Cảm ơn Tuyết Bùi. Yeah, thì bữa giờ Vi thức khuya để chuẩn bị cái shop á, nên là kiểu không ngủ luôn, không ngủ được luôn á. Mỗi ngày kiểu ngủ
một ít thôi, nhưng mà do là chắc là do đắp mặt á, do đắp mặt nhiều á. Hello Ngân Trang, nào mở hú em về quay shop chơi cả ngày. Ok như Quỳnh, mặt để nai rồi nói chuyện còn nai luôn. Mấy bà chị vô phốt tôi quá, lâu rồi chưa gặp nhau. Ừ, xuống Nha Trang đi. À, chắc là đầu tháng thì cái shop nó sẽ hình thành á, tại vì chuẩn bị nhiều lắm. À, chị dưỡng trắng thế nào? Chị đâu có dưỡng trắng, da chị đen mà. Chị là da đen nha, chứ không có trắng đâu. Chị không có dưỡng trắng nhiều đâu, chị kiểu uống collagen hay này kia thôi, chứ không có dưỡng trắng nhiều đâu. Chị đắp mặt, nói chung là dưỡng cho da nó khỏe và không có mụn là ok. Chị sợ mụn thôi chứ chị không sợ đen. Chị dùng son gì? Son son này với son này, son su chị son ở trong, và cái son này chị không biết tôi gọi là gì nữa. Son này này à, chụp lại đi cho chị không biết đọc là cái son gì nữa, đó với một cái son của su. Em cũng ở Khánh Hòa hả? Và nói chung đồ của Vi thiết kế thì nếu không biết mọi người mở cái shop như thế nào, chứ Vi thấy shop đồ bình thường nó như thế nào, tại vì trước là Vi mở hai cái shop rồi. Đồ bình thường Vi thấy nó dễ lắm, Vi thấy nó đơn giản lắm, nhưng mà khi Vi mình đứng ra, nói chung là cái gì mình cũng làm một mình thì mình cũng sẽ xoay sở luôn thôi. Trước giờ hầu như là cái gì Vi cũng làm một mình hết á. Hình như cái tuổi chó là như vậy mọi người. Cái tuổi Tuất á, là Vi thấy cái tuổi 95 rất là sướng nha, rất là được giúp đỡ nha, mà đến cái tuổi mà tuổi chó là cái kiểu nó khổ kiểu gì á. Vi thấy cái gì Vi cũng phải tự làm hết, mặc dù mình làm được nhưng mà than than vậy thôi. Chứ ý là mình cảm thấy, Vi cảm thấy xung quanh Vi á, những bạn sinh năm 95 á hầu như là rất là được giúp đỡ luôn, còn kiểu 94 á là cứ phải kiểu làm một mình đó, không ai giúp hết. Giờ em đã là vợ người ta, trời ơi. Anh cũng chồng người ta lâu lắm rồi mà trêu em. Son son nè, Vi mới nói xong bây giờ lại hỏi tiếp nè. Son su, một cái son su với một cái son này, với son ở ngoài. Son này là son bóng với son ở ngoài, son đây là son su với son ở trong. Chị hơn em 1 tuổi. Ừ, chị sinh năm 94. Nói em chứ nói ai mi, nhưng mà mấy đứa luôn, chị mấy đứa 95 luôn. Chị thấy đứa nào cũng sướng hết, chị chơi với 95 nhiều mà. Mà em có công nhận không? Em có công nhận gì không? Khi nào chị like đồ? Vì không biết là đồ thiết kế thì có like được không nữa. À, chị chuẩn bị bán đồ thiết kế, còn đồ mà chị nhập về chị đăng bán trên page còn nhiều lắm, nhưng mà thật sự không có thời gian để like, tại vì đang chuẩn bị làm cái shop đồ thiết kế đó, nên là bữa giờ là không ngủ luôn á, chứ thời gian đâu like nhiều nhiều lắm mọi người. Cái khâu chuẩn bị nhiều dã man luôn, đồ thiết kế nó rất khác so với là đồ mình nhập mình bán ấy, nên là cái khâu chuẩn bị rất là nhiều và tiền cũng gấp nhiều lần, cái vốn mình bỏ ra cũng gấp nhiều nhiều nhiều. Nói chung là cái vốn bây giờ cũng xây sẵn rồi đó, cũng hơi mệt mỏi rồi đó. Chỉ mong là, thứ nhất là mong khi mà cái shop của mình hoàn thành thì mọi người sẽ đón nhận và mọi người sẽ ủng hộ mình, và mọi người cũng sẽ thích thích thú, khi cũng cũng sẽ rất là may mắn khi mà, không phải dùng từ may mắn mà là gặp được may mắn khi mà mình mặc những bộ đồ đó. Tại vì cái trang phục á, theo Vi thấy nó quyết định rất là nhiều thứ, quyết định kể về cái tính cách
cái hầu như là cái định hướng tính cách con người của mình á, nên là Vi Vi đem lại Vi xỉ Vi muốn Vi đem lại cho mọi người được một điều, đó chính là khi mọi người mặc lên những cái trang phục mà bên Vi làm, bên Vi bán, thì mọi người sẽ gặp được nhiều điều vui vẻ hơn trong cuộc sống. Có thể là nó không phải là nói lên quá nhiều, nhưng mà trang phục nó cũng sẽ mang mình đi đến cái nơi mình cần đến. Màu gì hả? Son màu số. Cái son su là màu số 762. Con su là 762. Còn cái son này hình như họ đâu có số đâu ta. Cái này nó không có số đâu. Theo chị nhớ là cái này nó không có số. Chị cao 1m66, nặng còn 46 kg. Hôm trước khi mà chuẩn bị shop á là chị 47, 48, 49 kg á, mà bây giờ còn có 46 kg à. Anh Quỳnh làm nhạc rồi. Anh Quỳnh đang làm nhạc rồi. Bữa nào Vi lên phòng làm nhạc Vi quay anh Quỳnh cho mọi người coi. Anh Quỳnh làm cả ngày à. À dạo này á, xem TikTok rồi này kia, có cô Hằng, hay cô Hằng á, mọi người có xem không? Cô Hằng cũng nói là khán giả nuôi nghệ sĩ á, thì đúng, khán giả nuôi nghệ sĩ, và theo Vi là cô Hằng nói cũng đúng là khán giả nuôi nghệ sĩ, và cô Hằng cũng có nhiều cái nói cũng rất là đúng. Ngoài ra thì Vi thấy là ai thì cũng giống như là, ví dụ Vi nếu mà Vi bán đồ thì khách hàng của Vi là người mua mua đồ của Vi đúng không, là người sử dụng đồ của Vi, cũng là người nuôi Vi, thì Vi nghĩ bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có người nuôi. Nếu mà nói theo cách như vậy là kiểu giống như là, nếu mà bạn bây giờ bạn bán nước mía đi, thì cái người uống ly nước mía cũng là người nuôi mình, cũng là khách hàng của mình, cũng là người nuôi mình đúng không? Hoặc là nói chung bất cứ cực kỳ cái ngành nghề nào thì cũng phải có người mua người bán, về những cái sự trao đổi, thì cái nghệ sĩ không phải là mua bán nhưng mà nó cũng là một cái sự trao đổi. Ví dụ như là bạn thích nghe, bạn thích bạn thích thư giãn, bạn thích nghe, bạn mở, bạn chỉ cần bấm một bài hát bạn lên bạn mở, nhưng mà để ra một bài hát đó là người nhạc sĩ hoặc là người ca sĩ, người ta, ví dụ người ca sĩ, người ta phải luyện tập như thế nào, người ta phải đi diễn, người ta phải thu âm, người ta phải đầu tư như thế nào, hay là cái người nhạc sĩ phải đó, như là cả ngày làm trên phòng đó, bỏ hết thời gian, bỏ hết công sức, bỏ trí não mình ra làm để được khán giả công nhận đúng không? Thì nói chung là nếu mà nói cái kiểu cái bọn nghệ sĩ hay gì thấy rẻ rúng, thấy cũng tội quá à. Nếu mà nói vậy thì thấy tội quá à. Bị kiểu tại sao lại mang đến cho khán giả mình nghe, mình hưởng thụ âm nhạc, lại bị gọi là bọn này bọn kia, nghe nó rẻ rúng, thấy thương ấy. Nói chung là mình rất là kiểu trước giờ mình kiểu dĩ hòa vi quý á, mình không có muốn là đụng chạm hay là nói gì ai hết. Thì mình chỉ nêu cái quan điểm của mình như vậy thôi, cũng tội thôi. Nếu mà mình làm kinh doanh hay làm bất cứ ngành nghề gì thì cũng có người nuôi mình mà đúng không? Hello Lê Nhân, Vi Đà Lạt là sao? Vi Đà Lạt là sao không hiểu. Thôi đừng có quay lại mấy cái này, quay cái này lại up TikTok nha mọi người. Mất công, mất, em sợ lắm, em sợ lắm, em sợ bị nói lắm. Hello Châu, hello Hải Triều.
Chị đăng ảnh cưới nhiều đi. Nhắc tới cưới thì mới nhớ là Ly còn một cái đám cưới ở Sài Gòn chưa tổ chức được nữa, mà không biết khi nào hết dịch, hết dịch hẳn để tổ chức, để mời bạn bè ở Sài Gòn tới chung vui nữa. Rất là mong hết dịch luôn. Cái dịch này nó làm khổ mọi người quá à. Và Vi cũng ở thành phố Nha Trang á. Mọi người ơi, mọi người nhớ nhắn vào cái pay IMO Vi có tag ở trên status đó. Mọi người nhắn vào, mọi người ra nhắn vào một cái follow dùm Vi nha. Để Vi chuẩn bị mở shop, và mong rất là mong mọi người sẽ ủng hộ, sẽ đón nhận cái những cái chiếc váy, những cái sản phẩm mà Vi sẽ ra. Chị uống thực phẩm chức năng. Ồ, chị đang tìm nữa nè. Chị cái trước hồi trước là chị bán collagen á của Mỹ á, là chị uống xong chị bán, mà đợt này chị nhập hết được rồi. Chị nhập hết được cái sản phẩm đó rồi nên là chị đang tìm hiểu, chị đang uống thêm, chị đang tìm hiểu nhiều 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 nơi rồi chị uống thêm nè. Chưa 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 có cái chính xác. Chị đang uống. Chị sống ở Nha Trang, chị đâu có ốm đâu, chị hơi mệt thôi, tại vì bữa giờ chị chuẩn bị lo cái shop, chị bị thiếu ngủ á. Hello thử người Yến. Để follow Trang. Cảm ơn Nguyễn Hà nha. Mọi người nhớ follow Trang Amer nha. Follow giúp Vi nha. Để tại vì Vi đặt rất là nhiều cái sự tâm huyết, cái sự đầu tư của Vi vào đây luôn, là sẽ mong mọi người sẽ có những cái chiếc váy xinh đẹp. Và Vi nghĩ những cái chiếc váy mà Vi ra, mọi người mặc một là ai đang ế là có người yêu nha mọi người. Nó rất là kiểu Vi theo sẽ theo cái phong cách là không quá hở nhưng mà lại thanh lịch, nhưng mà lại quyến rũ, mà lại sexy. Ủa, đó là cái gì ta? Đó là phong cách của Vi muốn hướng đến đó, là nữ tính, thanh lịch nhưng mà vẫn quyến rũ, vẫn có một cái sự đàn bà. Không thấy chị up video lễ cưới. Ở nhà chị rửa bát hay anh Quỳnh rửa bát? Cả hai cùng rửa, đứa nào đứa nào rảnh thì rửa, hoặc là đứa nào dậy sớm rửa, nhưng mà thường thường anh Quỳnh cũng rửa nhiều lắm, rửa giúp chị. Mấy tuổi là sử dụng được collagen? Khoảng trên 22-23 tuổi nha, trên đó mới sử dụng nha, tại vì lúc mình còn trẻ là da mình còn collagen á. Để theo dõi bay của chị yêu. Cảm ơn Thu Hà. Cảm ơn Mai Thu Huyền nha. Shop chị ở Nha Trang, 99 đường Hồng Bàng Nha Trang, nhưng mà chắc là đầu tháng chị mới khai trương được, tại vì giờ đang trong quá trình chuẩn bị thôi, quá trình thi công chuẩn bị thôi. Cảm ơn Phương Blue để like pay Imer. Cảm ơn Phương. Theo dõi chị từ đợt mua mỹ phẩm 2017. Cảm ơn em. Váy có bán online chứ? Cái gì cũng phải bán online mà. Ship cả nước nha. Ship cả nước, váy ship cả nước. Nói chung là đẹp lắm. Các mẫu Vi đang làm đẹp lắm. Đang làm thêm á. Lên mẫu rồi, đẹp lắm mọi người ơi. Cảm ơn Kim Liên. Mở shop đi, nhớ nha, nhớ bay ra nha, bay ra dự khai trương nha. Thử Nguyễn ơi, bữa nào khai trương em nhớ bay ra nha. Gọi tên anh đi. Hello anh Huyền Nguyễn. Nói chung là
chỉ mong là mọi chuyện nó trôi chảy thôi. Nói chung có một mình lo, không biết là nó sẽ lúc mới đầu ra nó sẽ được chỉnh chu nhiều nhất hay không, nó có được mọi người ok hết không. Nếu mà có cái gì mà không hài lòng, Vi sẽ dần dần Vi 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 gọi là phát triển thêm cho nó chỉnh chu thêm. Còn lại là bây giờ là Vi đang cố gắng hết sức để hoàn thành cái shop của mình. Bình thường những cái shop đồ bình thường, tại vì Vi đã mở hai cái shop đồ rồi ấy, thì những cái shop đồ bình thường á thì nó sẽ không có quá nhiều cái sự chỉnh chu, không có quá nhiều cái sự tỉ mỉ đâu. Nhưng mà bây giờ khi một cái shop thiết kế là một cái shop dành cho cái độ tuổi từ 20 tuổi trở lên. Nói chung là bạn nào thích kiểu lớn sớm á, bạn nào lớn sớm á thì kiểu 17, 18 tuổi là bắt đầu mặc được rồi. Tại vì đồ của Vi nó không phải là đồ kiểu kiểu sexy quá hay là cái gì hết, là rất là thanh lịch rồi thôi, rất là đẹp thôi. Nói chung là rất là đẹp đó. Thì cái gu tuổi bắt đầu cho tới 40 tuổi là vẫn mặc được những cái đồ bên Vi, những cái kiểu bên Vi. Vì sẽ có size S, M, L luôn cho mọi người. Nên là mong mọi người sẽ để mắt tới, để ý tới, và cũng sẽ kiểu góp ý cho Vi thêm á, nếu mà có gì không 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 hài lòng, thấy không hay, hoặc là có cái gì mà ai đã mở shop rồi, thiết kế rồi thì có thể chia sẻ với Vi nha. Có đồ tự thiết kế, có đồ Vi sẽ may theo mẫu nha, có thể may theo mẫu sẵn nha, có đồ thiết kế nha, hoặc là nếu mà mọi người muốn may riêng á, thì Vi cũng sẽ nhận may riêng. Hello chị Hương, hello chị tôi. Em 15 tuổi hả? Em 15 tuổi mà sao em đẻ con sớm vậy? Em ơi, em 15 tuổi sao em đẻ con sớm vậy? Con của em là bây giờ 3 tuổi chưa? 2 tuổi mấy, 3 tuổi chưa? Khi nào về ba hồ tắm nha, không biết bơi. Không biết bơi chưa, biết bơi là cũng đi rồi đó. Nên là lười đi đó. Vi rất là thích, không biết là mọi người có sở thích gì, Vi rất thích câu cá nha. Ai mà rủ Vi đi câu cá Vi đi liền. Vi thích câu cá lắm. Size XS cho người gầy không? Tại vì size S của Vi là eo cũng 62 rồi đó. Eo là 62 rồi đó. Là cũng khá gầy á, không béo đâu. Nếu mua thì bớt một tí thôi chứ. XS là vì eo size S là cho 62 rồi á, em 62 rồi đó. Câu cá đây. Rủ đi để em đi. Về miền Tây câu cá. Bây giờ chỉ có thể câu trên địa phận Nha Trang thôi. Tại vì bây giờ phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, bây giờ phải nhiều việc lắm. Trời ơi, anh ơi, anh lo làm gửi cho em đi, anh còn vô comment. Anh còn vô anh đây anh comment nữa, anh Lộc ơi. Chị qua anh Quỳnh chút xíu đi, anh Quỳnh đâu có ở nhà đâu, anh Quỳnh đang ở trên phòng làm việc á. Ôi, chị đi ra coi thử có nhà không. Hình như là không có nhà đâu. Ở trên phòng làm việc rồi, làm cả ngày à. Làm cả ngày à. Khi nào về Ninh Hòa ăn ốc? Khi nào muốn muốn khi nào thì tranh thủ ngày đi thôi. Chủ yếu là em á. Em mi đâu rồi? Em mi đâu rồi? Hello em mi. Em mi nhớ cô Vi không? Nói chuyện giống như nói chuyện điện thoại vậy á, nói chuyện với mọi người. Tại vì bạn của Vi có một một em bé rất là thông minh, rất là dễ thương, rất là nhớ 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 Vi, lúc nào cũng cô Vi á, dễ thương lắm. Nói chung hồi xưa chia sẻ với mọi người một chuyện luôn nha, kiểu hồi xưa mình rất là sợ em bé luôn á.
Kiểu hồi 20, 21 tuổi mình kiểu rất là sợ em bé luôn á. Mình kiểu như mình không có muốn chơi cùng, mình sợ phải giữ em bé lắm, mình không có muốn chơi cùng. Mình không mình về mình tưởng tượng mà để mình làm mẹ hay là sinh em bé là mình rất là sợ luôn cái lúc mà 20 tuổi á. Xong là bây giờ kiểu tới cái tuổi mà lúc mà bắt đầu từ năm ngoái năm kia hai 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 25 tuổi, bắt đầu từ khoảng 25 tuổi á, là mình bắt đầu hơi hơi thích chơi với em bé. Cảm ơn Ngọc Đỗ. Chị tin em vào Facebook chị không ạ? Hồ Văn Cường chặn cơ, mình như vậy để sẽ được chặn nha. Vi cũng sẽ tư vấn với mọi người khi mà ai là người mà thấy kiểu cơ mình, chị ơi kết bạn với em đi, em hâm mộ chị lắm, mà viết rất là dài, rất là nhiều, mà rất là kiên trì á, thì thật sự có khi đó là hack nick đó. Có khi đó là hack nick đó. Ừ, mình đang nói về vấn đề gì rồi ta? À, nói về vấn đề kiểu khi mà mình 20 hai hai 25 20 25 tuổi là bắt đầu thích em bé, thích chơi với em bé, thích lắm. Bây giờ lại cực kỳ thích luôn, nhìn em bé thích lắm. Kiểu như tới tuổi rồi đó. Kiểu như tới tuổi rồi đó. Hello Kiều Ngân. Hello Phương Thảo. Cảm ơn em. Chúc em buổi tối vui vẻ. Đó, nên là cẩn thận nha, đừng mù quáng nha. Kết bạn nhiều quá là kết bạn với những người mình không quen nhiều quá thì sẽ như nào? Thì sẽ bị hack nick đó. Nó gọi cô không ngừng khóc này. Tội quá nhở. Em My ơi. Mai đi chơi không? Bây giờ công việc rất là nhiều. Khi nào khi em bé là trời cho mà. Nên là mình cũng sẽ không 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 nói tới. Mình không nên nói tới. Có ai đi ngang sau lưng hoài, những cái người mà hay hù á thì hay bị dính lắm nha. Mà đừng có hù Vi, tại vì kiểu Vi sống một mình từ lâu rồi đó, nói chung Vi gặp rồi đó. Muốn kể chuyện ma cho nghe không? Vi gặp rồi, nói chung là tại vì khi mà kiểu thời sinh viên á là Vi đã bắt đầu ở trọ, và Vi ở trọ một mình, và Vi sống một mình rất là lâu luôn, tới khi kể quen anh Quỳnh Vi cũng về Nha Trang, Vi sống một mình mà cũng kiểu yêu xa mà, nên là đừng có hù ma. Ok. Ok nha em My, mai mai đi chơi nha em My ơi, mai đúng cà phê nha. Trời ơi đừng có spam nữa, đừng có spam nữa nha. Trời ơi sao like cái spam dữ gì trời. Chị block rồi. Em từ hồi gặp em ở Nha Trang năm 2011. Wow, 9 năm á. Anh thích em 9 năm rồi á. Ngày đó, ngày gì em là trái nho, cái gì em là chùm nho xanh gì đó. Cái gì đó. À, anh như con cáo, em như chùm nho xanh. Khi em trẻ vẻ đẹp thì em không dành cho anh. Bắt đầu lầy rồi đó, bắt đầu nhây đổ đổ hả, đổ nhây đổ cái nốt ra rồi đó, bắt đầu đổ cái nốt ra rồi đó.
Hello anh Leo. Hello Thảo Nguyên, chị thấy em nè. Chị thấy em nha. Hello Saki Tuyên. Tội chị quá sao vậy? Hay chị ốm hơn bây giờ hả? Đâu, hồi đó em béo mà. Hồi xưa em béo mà. Hồi xưa em toàn 49-50kg, 51kg. Bây giờ em còn có 46kg thôi đó. Giữ mình, ừ, phải giữ mình. Phải bình tĩnh bạn ơi, không được lộ. Và Facebook mà chưa thấy. Dạ đúng rồi, tại vì em vừa lên mẫu thiết kế, nó chưa có nhiều, nó chưa có đầy đủ. Em đang trong quá trình làm thôi, chắc là đầu tháng em mới bắt đầu mở khai trương được. Thì trước đó em sẽ up các mẫu lên, nhưng mà hiện tại thì nó còn đang trong giai đoạn sản xuất á. Tóc này dài lắm rồi. Hello Phương, chị chuẩn bị mở shop đồ thiết kế này Phương ơi, em mua làm không? Về làm nhân viên cho chị nữa không? Lâu lắm rồi hai chị em chưa gặp nhau. Ồ, sắp tới là phải tuyển nhân viên nữa. Sắp tới là mở shop thì phải tuyển nhân viên nữa. Đồ thiết kế thì rất cần những cái bạn có thể nói chuyện nhẹ nhàng với khách này, chu đáo một tí, chăm sóc khách một tí. Dạ cảm ơn chị Hảo Nguyễn ạ. Em cảm ơn chị. Nói chung đồ của em mặc thì sẽ rất là xinh, yên tâm, sẽ rất là xinh. Tại vì cái gu của em là như vậy và em không. Thì nếu là mọi người có follow em thì mọi người sẽ biết là cái gu đồ của em. Em cũng mặc rất là nhiều gu luôn, nhưng mà nó sẽ có một cái sự sao ta, em thường thường em mặc đồ kiểu đơn sắc á, kiểu giống như là nó trơn rồi một màu, rồi nói chung là như vậy đó. Em theo cái hướng hướng rất là tối giản như vậy thôi, nhưng mà vẫn đẹp. Như là cái câu em đăng trên cái page của em. Và câu đó là nói của một người nổi tiếng về thời trang. Họ nói là tôi muốn cái người phụ nữ mặc cái chiếc váy đó, mọi người sẽ chú ý, nhưng mà mọi người sẽ chú ý vào cái người phụ nữ chứ không phải là chú ý về mỗi chiếc váy thôi, mà mọi người sẽ nhớ, sẽ chú ý về cái người phụ nữ đó, cái phụ nữ mặc cái chiếc váy đó. Nên là cái mong muốn của em không phải là mặc một cái bộ đồ mà nó quá là cầu kỳ, quá là như thế nào, nhưng mà khi một người phụ nữ mặc cái bộ đồ đó lên, họ sẽ tôn hết mọi cái vẻ đẹp của họ và khiến cho cái người 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 ngắm á, người ta sẽ nhớ về cái người phụ nữ đó. Chị thiết kế cho những bạn nhỏ nhỏ. Dạ có luôn nha chị, có luôn. Thì những cái váy mà sẽ ngắn hơn, những cái váy mà kiểu hơi hơi qua đùi, gần 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 tới đầu gối. Chị thích đồ sang trọng không sexy, hồi hộp đợi đồ em. Ok chị, nói chung là đồ của em là nó cũng sẽ có đồ hơi sexy một tí thôi, chứ không phải là quá là hở bạo, là sexy một tí, nhưng mà vẫn rất là phụ nữ, hoặc là những cái đồ rất là gọi là thanh lịch đó. Chị làm có size XS. Chị có size S, nhưng mà size S của chị eo cũng rất là bé. Size S của chị eo 62. Size S eo 62. Còn nếu mà chị có thể update lên lên một cái XS cũng được. Cũng có thể làm XS. XS là eo 60 hả ta? XS là eo 60 hả? Bây giờ chị đang làm size S eo 62 rồi đó.
hồi hộp lắm, hồi hộp lắm, hồi hộp chờ đón cái shop này được khai trương, được mở cửa, được bán cho mọi người những cái bộ đồ, những cái váy rất là đẹp luôn. Vì đã làm xong vài mẫu rồi, đẹp cực kỳ, mê, nói chung là mặc là mê luôn. Và đang làm thêm á, đang làm thêm á, tại vì đang trong quá trình còn phải sửa shop nữa. Khi nào mở bán, vẫn đang rất là mong được tới ngày mở bán đây, nhưng mà chưa có ngày cụ thể, nhưng mà chắc là khoảng đầu tháng, chắc là khoảng đầu tháng là khai trương. Nhưng mà trước đó thì có thể bán, trước đó có kiểu như có thể là nếu mà ra mẫu hoàn thiện rồi á, nếu mà bắt đầu ra hoàn thiện, Vi có sẽ up bán dần trên pay nha, up bán dần trên pay. Ai mơ, mọi người vào theo dõi pay ai mơ nha, yên tâm là rất đẹp. Và Vi sẽ cố gắng từng ngày để nó được gọi là mọi người sẽ hài lòng nhiều hơn. Dạ, hiện tại là em chỉ làm đồ nữ thôi ạ. Em tưởng không, chị sống ở Nha Trang mà chị thích, nói chung là không biết là mọi người giống Vi không, kiếm đâu sạc ở gần hết bên rồi, không biết là mọi người giống Vi không, nhưng mà Vi rất yêu Nha Trang luôn. Kiểu như Vi về Sài Gòn, Vi sống một thời gian rồi, nhưng mà Vi vẫn yêu Nha Trang, vẫn vẫn muốn về Nha Trang, muốn hít không khí biển, muốn đi dạo đường biển gì đó. Nên là khi cưới anh Quỳnh á, khi mà anh Quỳnh hỏi cưới Vi á, thì Vi đã ra điều kiện là phải về Nha Trang sống. Thì anh Quỳnh cũng suy nghĩ, rồi xong anh Quỳnh về những lần về đây chơi á, anh Quỳnh về đây chơi thì anh Quỳnh cũng thích, anh Quỳnh sống ở đây cái không khí làm anh Quỳnh cũng thoải mái. Anh Quỳnh nói là ở Sài Gòn á, anh Quỳnh không có dám hít hít không khí á, tại vì đi ra đường nó bụi bặm rất là nhiều ấy. Nhưng mà ở Nha Trang là kiểu khi mình đi đường biển á, anh Quỳnh có thể hít không khí được. Nói chung là nó trong lành hơn á. Cảm ơn Duy. Chị mở shop ở Hồng Bàng, 99 Hồng Bàng, nhưng mà đang trong quá trình làm thôi, chưa chưa xong gì hết. Nói chung là chuẩn bị nhiều thứ lắm mới lên thiết kế thôi à, chưa có còn làm nữa, chắc là làm cũng phải đầu tháng mới xong. Bữa giờ là đang chuẩn bị về kiểu như trang phục nè, về nhãn hiệu nè, về thiết kế cho tên shop nè, rồi thiết kế shop, rồi vẽ 3D cho shop. Nói chung là bây giờ phải chờ chờ để duyệt mọi thứ lại, rồi xong bắt đầu làm, thì chắc là đầu tháng là khai trương. Anh Quỳnh hiện tại hả? Anh Quỳnh hiện tại là không nhận học trò đâu, tại bây giờ anh Quỳnh rất nhiều việc á, nên là không có nhận được, không có thời gian ấy. Bây giờ là sống chung mà còn không gặp nhau mà mọi người, kiểu suốt ngày làm nhạc thôi, đầu óc toàn làm nhạc thôi mọi người ạ. Cảm ơn Thiện Nguyễn nha. Đó thì hôm nay Vi livestream để giới thiệu cho mọi người là Vi chuẩn bị mở một cái shop thiết kế như vậy, và mong mong mọi người là sẽ yêu thương, sẽ theo dõi và sẽ đón nhận và hài lòng khi mà sử dụng những cái sản phẩm bên Vi đó. Mong vậy thôi. Mọi người vào trang Imer follow nha, follow, nhấn like giùm Vi nha. Ok, chúc mọi người ăn tối ngon miệng. Mọi người đi ăn tối đi nha. Bây giờ cũng ăn giờ ăn tối rồi á. Mọi người ăn tối ngon miệng nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người một ngày sớm nhất. Và trên bay video nó Vi vẫn đăng bán những cái sản phẩm, những cái đồ mình ngày mặc ngày bình thường á, thì bên bay video Vi vẫn đang bán, thì mọi người có nhu cầu thì mọi người vào mua nha. Nói chung là Vi trả lời comment thì hơi bị lâu, mọi người inbox luôn nha. Thấy comment rất sót rất là nhiều luôn. Hồi sáng bây giờ là một lượt Vi sót rất là nhiều comment, mọi người hỏi luôn. Đồ thì vẫn còn mà comment khách hàng thì sót, nên là mọi người có cái gì mọi người cứ inbox thẳng, hỏi thẳng luôn nha.
Bye bye mọi người, chúc mọi người ăn tối ngon miệng, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye. Bấm kết thúc không được nè. Ơi xem bấm kết thúc không được hả mọi người à. Bye bye Nhi.